ngày hôm nay là đội số 4. Đúng rồi, số 4. Như vậy đội số 4 không có tham dự, cho nên 5 đội còn lại sẽ chia nhau các giải. Số 4 mình mà tham dự như vậy á, chỉ là giao dịch. Môi giới chia làm 2 môi giới, giao dịch không tham gia. Và trước hết tôi xin công bố 2 giải khuyến khích. Thì hoa hậu quá. Đội đoạt giải khuyến khích thứ nhất xin chúc mừng đội. Xin chúc mừng đội Công An Thông Tin. Anh cầm lên, anh cầm giải, anh cầm miếng hoa của anh. Xin cảm ơn bà má, xin cảm ơn. Xin chúc mừng đội Công An Thông Tin đã đoạt giải. Cảm ơn gia đình, cảm ơn em, cảm ơn bà con cô bác. Và đội đoàn giải khuyến khích thứ hai xin trân trọng. Này chúc mừng hay chia buồn biết? Có giải được rồi. Xin mời chúng ta vỗ tay để ủng hộ cho đội. Anh chính. Mời đội hành chính nhân sự lên nhận giải khuyến khích. Kiểu này bọn mình nhất rồi. Có tiền rồi anh ơi, có tiền rồi, giàu rồi, giàu rồi. Và ba đội còn lại sẽ là ba đội chia ba nhau ba giải nhất nhì ba. Và xin chúc mừng đội đoàn giải ba là đội số ba. Và hai đội còn lại, quý vị và các bạn có biết đội nào là đội đại diện nhất không ạ? Bây giờ đội nào đặt dễ dễ nhất là thao ban tổ chức gì nè, thao ban tổ chức gì nè. Bây giờ mình cá đậu đi. Đi chúc mừng đội